Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Thuận Xe Sang. Mọi người lần đầu xem video của Thuận ấy, thì mọi người cho Thuận xin một nút like và nút đăng ký kênh nhá, để ủng hộ cho Thuận cũng như là cập nhật những mẫu xe mới nhất mà Thuận đang bán. Hôm nay Thuận xin gửi tới quý anh chị và các bạn cái báo giá lần lượt cái hàng xe ngoài của mình đang giao dịch. Đấy, rất nhiều xe hot luôn. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu quý anh chị và các bạn, đây là chiếc Land Cruiser 5.7. Đấy, bản xuất Mỹ nhá. Có đầy đủ full option, phanh khoảng cách, camera 360 cũng như cảnh báo lệch làn. Đó. Chiếc xe cực kỳ hầm hố luôn, xuất Mỹ, trên tiêu chuẩn Mỹ, mọi người có thể yên tâm về chất lượng. Xe sản xuất năm 2016 và hiện tại mới chỉ chạy có 5 vạn km thôi nha mọi người nhá. Và nội thất thì được đổ lên hàng thứ hai là hai ghế massage luxury với trị giá là hơn 150 triệu đồng. Thì mọi người có nhu cầu về chiếc xe này thì liên hệ với Thuận để qua Thuận tham quan trực tiếp. Tiếp theo mình giới thiệu đến quý anh chị và các bạn, đây là hai chiếc Cadillac. Đấy, hai chiếc xe mà được tất cả các nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ đều sử dụng làm phương tiện di chuyển cũng như là bảo vệ an toàn. Thì, riêng xe Mỹ thì mọi người có thể yên tâm về là cái chất lượng kết cấu khung vỏ thân sơn. Đấy, trên hai chiếc xe này thì mọi người hoàn toàn yên tâm luôn. Rất là khỏe khoắn, cứng cáp, SUV cỡ lớn. Chiếc xe sản xuất năm hai chiếc xe là model 2016, một chiếc là sản xuất cuối năm 2015 là chiếc 15A59599. Còn chiếc 30E72359, chiếc xe này là sản xuất 2016 nha mọi người nhá. Thì chiếc 2015 thì là màu đen, nội thất đen. Chiếc 2016 thì là màu đen, nội thất lâu da bò nha mọi người nhá. Mình xe 2015 mình bán với giá là 4,5 tỷ, xe 2016 mình bán với giá là 4,950 tỷ. Đấy, hai chiếc xe này thì bên ngoài thì mọi người nhìn thấy đây, rất là đẹp rồi. Bên trong nội thất thì mọi người yên tâm đi, tiện nghi như máy bay luôn. Gần như là những cái trang bị cao cấp nhất thế giới là ở trong đấy rồi. Xe thì đi ra đường không thể nhầm lẫn với đâu được. Rất là hầm hố, rất là sang trọng và địa vị. Đây, dàn xe tiếp theo mình sẽ giới thiệu hai chiếc một. Đó là cùng model mà, giống như hai chiếc Cadillac. Thì đây là hai chiếc hắc bạch song sát Mercedes S450 Luxury. Đấy, thì để phân biệt cái bản S450 sắc Luxury và bản thường thì chúng ta có thể thấy là la răng 19 inch và đồng thời là hoa văn họa tiết khác. Và đồng thời bên trong nhá, bên trong nó sẽ có 28 loa bu meter nhá, còn bản thường nó chỉ có 13 loa thôi mọi người ạ. Đây, hai chiếc xe, một chiếc màu trắng nội thất kem và một chiếc màu đen nội thất kem và một chiếc màu trắng nội thất lâu da bò, nội thất lâu cà phê. Đấy, thì hai chiếc xe này bên mình vừa mới bấm biển thôi. Chiếc đen thì hôm nay biển sẽ về, chiếc trắng thì biển về hôm qua rồi. Hai chiếc xe này đang trong hãng là niêm yết là giá 4,969 tỷ và chưa có thuế nhá. Đến ngày mai thì thuế lên 12%, mọi người cộng vào cho mình khoảng 700 triệu tiền thuế nữa. Đấy, thì nó sẽ loanh quanh là nó sẽ rơi vào khoảng 5 tỷ 6, 5 tỷ 7 mới lăn được bánh nhá. Ở đây ấy, mình đã lăn bánh rồi, mới chạy có mười mấy 20 cây thôi. Mình bán cho quý anh chị và các bạn với giá là 4,850 tỷ trong ngày hôm nay, là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Bước chân sang năm 2021 thì mọi người cho mình xin phép mình thay đổi giá. Đó, thì mọi người có nhu cầu thì liên hệ mình. Hai chiếc Merc E300 2020 cũng siêu lướt luôn, mới chỉ chạy có 10 mấy 20 cây thôi, vừa mới ra biển ngày hôm qua xong. Chiếc này một chiếc màu đen nội thất đen và một chiếc màu trắng nội thất đen, cũng hắc bạch song sắt. Đấy, thì mọi người có nhu cầu với hai chiếc E300 này liên hệ với mình. Xe trong hãng liên tiếp là 29 mấy chục ấy, còn ở đây mình bán với giá là 2,880, xuất hóa đơn 2,5 tỷ. Còn hai con S450 kia thì mình xuất hóa đơn là 4,2 tỷ nhá. Hai chiếc xe này mình bán 2,880 trong ngày hôm nay nhá. Thì mọi người có nhu cầu liên hệ mình qua số điện thoại mà mình ghi dưới màn hình. À,
Đấy, liên hệ sớm nhất giúp mình 4 chiếc xe siêu lướt này. Đấy. Không đánh là không kịp đâu ạ. Chiếc tiếp theo là S400 2015, tiền nhiệm của S450. Chiếc xe này đã được độ mâm của Maybach S450 và càn của Maybach S450 nha mọi người nhá. Sau ạ. Tất cả những chiếc xe được bán loại 2010 không chê được cái chất lượng. Thì mọi người có nhu cầu bất kỳ chiếc xe nào thì liên hệ với mình qua số điện thoại mình ghi ghim dưới màn hình, hoặc là kia qua trực tiếp salon Tuấn Kiệt ở vị trí Trần Thánh Tông, phường Hà Nội, gặp thuận mọi người nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.